Hello, xin đi đòn xin chào anh chị và các bạn. Rất vui anh chị đã quay lại với kênh xin đi đòn. Trước mặt anh chị đó là ngã tư giao cắt bởi những con đường như là Lê Văn Duyệt và con đường Phan Đình Phùng. Nay là con đường Cách Mạng Tháng 8 và Nguyễn Đình Chiểu anh chị. Với góc ngã tư này, Sunny cũng muốn thực hiện yêu cầu của bà chị trên kênh của Sunny Đòn, yêu cầu Sunny đi con đường Phan Đình Phùng, hẻm Ve Chai. Xong sau đó chúng ta đi đường rầy xe lửa ngay chỗ con đường Nguyễn Đường Hiền, đường rầy xe lửa ngày xưa đó anh chị. Rồi băng qua con đường Hồng Tập Tự để vào con hẻm để tới mái trường thân yêu của chị ngày xưa. Đó là Nguyễn Bá Tông. Và Sunny cũng rất là vui thực hiện cái clip này. Sunny đứng ngay góc ngã tư này để cho anh chị dễ dàng hình dung. Và cái nhà này nè anh chị, có thể là anh chị sẽ biết để định vị thôi. Đây là đại sứ quán của Campuchia, Campos ngày xưa nè anh chị, trước năm 1975. Bây giờ trở thành nhà thiếu nhi quận 3. Đó, gửi chị khúc này để anh chị dễ dàng nhận ra. Rồi, chúng ta cùng nhau đi con đường Phan Đình Phùng, Nguyễn Đình Chiểu anh chị ha. Rồi, quẹo vào hẻm Ve Chai, hy vọng rằng có một số anh chị có thể là đồng điệu biết những con đường này. Và mời anh chị chúng ta sẽ đi để coi cái hẻm Ve Chai như thế nào. Rồi con đường Nguyễn Đình Hiền đang băng qua Võ Văn Tần, Trần Quý Cáp, rồi vào một cái hẻm tới con đường Bùi Thị Xuân ngày hôm nay ra sao. Rồi mời anh chị cùng đi với Sunny nha. Có thể đây là một cái vài lời giải thích trước khi chúng ta lang thang cùng nhau để anh chị biết cái vị trí. Rồi chúng ta cùng nhau đi nha anh chị. Đi cho kịp đèn xanh đèn đỏ, đi cho kịp cái đám mây. Thời tiết Sài Gòn mưa nắng thất thường. Rồi chúng ta sẽ đi con đường Phan Đình Phùng, Nguyễn Đình Chiểu. Đèn xanh đèn đỏ rồi. Tạm thời ngừng chút xíu, đứng đây để anh chị ngắm dòng xe tấp nập qua lại. Sài Gòn thì mọi việc diễn ra cũng rất là bình thường anh chị. Xe cộ ngoài đường đầy hết, chiều giờ tan ca là kẹt xe. Nhưng mà với dịch cúm này thì cũng rất là khó khăn. Ví dụ như đọc báo chí chúng ta có cái công ty giày da Huy Phong đó anh chị, với số lượng là 4.700 công nhân phải cắt giảm 2.200 cho nghỉ việc, lý do là đứt cái nguồn nguyên liệu từ Trung Quốc và những cái đơn đặt hàng của nước ngoài đó anh chị. Họ không có đặt hàng nữa thì không có nhu cầu anh chị. Về cái dịch bệnh này nó rất là khó khăn cho vấn đề kinh tế. Cái đó là một ví dụ nhỏ thôi để chúng ta thấy những ngành nghề khác nó cũng ảnh hưởng hết. Thì thuê mặt bằng buôn bán cũng phải mở ra anh chị, nhưng mà cứ cầm cự thôi, cầm cự qua cơn và hy vọng rằng cái đại dịch này nó qua mau anh chị, rồi cuộc sống trở lại bình thường. Chứ là rất là khó khăn, nếu mà chúng ta suy nghĩ kỹ đi, khó khăn lắm. Mọi người đều tiết kiệm, cái chợ truyền thống hoặc là siêu thị, cái mo cũng vậy, ai mà đi mua. Rồi chúng ta quẹo trái để vào cái hẻm Ve Chai anh chị ha. Nếu mà chúng ta đi thẳng đó thì chúng ta tới chợ Vườn Chuối. Đây cái hẻm Ve Chai đây. Hẻm Ve Chai. Ngày hôm nay thì hẻm Ve Chai anh chị, ban ngày thì buôn bán rất là đông đúc đó. Và buổi tối trở thành một cái khu phố ẩm thực. Bây giờ là cái hẻm 287 nha anh chị ha. 287 đó, ban ngày thì bán giống như một cái chợ. Sài Gòn anh chị thấy đi đâu cũng có chợ. Nhà nhà đều buôn bán, đi đâu cũng thấy chợ. Rồi, đây là cái hẻm Ve Chai, một con đường ngày xưa là cái hẻm này thu mua Ve Chai gì
trước mặt chúng ta đó là con đường Võ Văn Tần, xưa kia là Trần Quy Cáp anh chị ha. Xin đi sẽ quẹo phải để về hướng Cao Thắng, xong rồi đi con đường Nguyễn Đình Hiền. Như là anh chị thấy này, hình như là đi đâu cũng thấy chợ, điều đó vui hay buồn anh chị? Theo Sinh Nhi nghĩ là nó có vấn đề. Tại vì anh chị nghĩ coi, nếu mà chúng ta thất nghiệp, chúng ta không có một cái ngành nghề gì cả, thì cái gì dễ nhất? Có một tí vốn, thế là mua bó rau, cộng cải, thế là ra có một cái chỗ buôn bán dễ dàng. Thì ai ai cũng buôn bán, nhà nhà đều buôn bán, những con đường, những con hẻm trở thành một cái chợ đó. Thì điều đó để nói lên, bán thì nhiều nhưng mà nhu cầu thì như thế nào anh chị? Nhu cầu thì chỉ có một thôi, còn người bán thì quá trời. Ngày xưa thì nó khác, cái chợ truyền thống bây giờ nó nhìn nó không còn giống như cái nhộn nhịp tấp nập chợ truyền thống ngày xưa anh chị. Sức mua nó sẽ giảm, và đại dịch này nữa nó giảm nữa đó. Trước mặt anh chị đó là con đường Hồng Thập Tự, nay là Nguyễn Thị Minh Khai, chúng ta sẽ băng qua cái hẻm đó luôn. Ngày xưa một tạp hóa thì buôn bán cho cả shop, bây giờ một cái tạp hóa thì buôn bán mua cung cấp cho từng nhà, vài nhà tới. Thế là xảy ra cái tình hình cạnh tranh xong đạp giá lẫn nhau, giá rẻ rồi giá cao, thấy người kia cầm cự không nổi giảm giá, thế là những người yếu vốn coi như đứt vốn phá sản. Hy vọng rằng con đường này anh chị đã từng đi học con đường này anh chị ha, giống như cái chị thân yêu trên kênh Sinh Y chia sẻ gì đó. Rất là vui thực hiện cái clip này cho chị, và đặc biệt có anh chị đi chung thì Sinh Y cảm thấy rất là vững tâm, rất là an vui. Đây căn nhà, những căn nhà máy bên phải thì nó cũng dột nát hết rồi. Đó, đây là ngôi trường của anh chị đây. Đối với trường Bùi Thị Sư, ngày hôm nay thì họ làm cái rào chắn để họ xây lại anh chị, xây phía ngoài. Đây là bức tường cái trường ngày xưa. Hy vọng rằng anh chị thấy những cái hình ảnh này sơ qua anh chị ha, để chúng ta nhìn lại kỷ niệm thôi. Rồi chúng ta sẽ băng qua con đường này, cứ đi vòng vòng. Trước mặt anh chị đó là con đường Lê Lai đó. Xin đi sẽ đi thêm một tí về con đường Lê Lai rồi Đỗ Quang Đậu anh chị. Cái này là coi như là khi mà đi học rồi xong rồi ra chợ Thái Bình ăn hàng nha anh chị ấy, chị ha. Rồi, quẹo con đường Đỗ Quang Đậu. Đối với con đường Bùi Chu, cái góc này anh chị mới mở sau này thôi. Ngày xưa là nó là cái ga đường tàu ngày xưa đó anh chị, xe lửa ngày xưa, nhưng mà sau đó trở thành một cái công viên, nó giữa con đường Phạm Ngũ Lão trước mặt và phía sau lưng là con đường Lê Lai. Sinh Y sẽ quẹo qua chợ Thái Bình, đi con đường Nguyễn Trãi nha anh chị.
xe bus, đây là xe khách Huỳnh Gia, không biết xe này chắc đón khách đi đâu đây. 79 à, đi mé ngoài miền Trung Khánh Hòa anh gì. À, mấy hôm nay cứ chờ đợi cái phà bắt từ Cần Giờ qua Vũng Tàu, thử bữa nào đi phà anh gì. Mấy bữa là đi tàu gỗ, sau này phà, định là cuối tháng 4 khai trương khánh thành cái chuyến phà đó, nhưng mà vì cái dịch cúm nè nên khánh thành nè không có hoãn lại cái việc khánh thành. Thì vọng rằng coi như là khi nào khánh thành thì Sunny sẽ cùng chị, mời anh chị trải nghiệm chuyến phà ha, băng qua vịnh Gành Rái từ Cần Giờ đi Vũng Tàu. Đó là một cái tuyến đường mới mà Sunny cảm thấy rất là thú vị. Khi nào có thì Sunny về Vũng Tàu, thay vì mình đi quốc lộ 51 đường cao tốc, mình đi đường biển về. Đây là con đường Nguyễn Trãi anh chị. À, chúng ta mà hồi nãy đi ngang cái bùng binh Cống Quỳnh đó, bây giờ theo con đường Nguyễn Trãi này về cái khu vực đường Cộng Hòa Nguyễn Văn Cừ. Con đường này ngày xưa thì nhỏ anh chị ha, bên đây là ti cảnh sát quốc gia, mé bên đây nhà cửa cũng nói chung là liền kề bên nhau mà cũng lụp xụp lắm. Đường này rất là vắng. Tại sao Sunny rành điều này? Nhà gì Sunny ở chợ gần chợ Thái Bình anh chị, nên ngày xưa là cứ đi học là đi con đường này, năm 91 đó, đạp xe đạp lóc cốc đi về chợ Đông, có một cái trường phát thanh truyền hình, học ở đó, đây rạp hát Quốc Thanh. Tới đây mà không có ghi lại rạp hát Quốc Thanh thì cũng rất là tiếc. Đây, rạp hát Quốc Thanh, rồi anh chị. À, trước mặt anh chị đó là con đường Trần Đình Xu, Pháp Diệm đó. Đây, rạp hát Quốc Thanh. Ngày hôm nay thì do cái dịch cúm này anh chị, đối với rạp hát cũng chưa được mở. Ý cũng mở rồi chứ. À, có cái bảng phục vụ cả. À, rạp hát được mở rồi anh chị. À, cái đó cũng điều rất là vui mừng. À, con đường Pháp Diệm. À, Sunny sẽ đi con đường Pháp Diệm nha, ra đại lộ Võ Văn Kiệt, bến Chương Dương ngày xưa, và kết thúc các clip. Khu này ngày xưa anh chị nhớ cái khu Mã Lạng Đồng Tiến, trời ơi giang hồ hiểm ác, rất là phức tạp. Nhưng mà bây giờ thì nó không còn cái phức tạp đó nữa anh chị, đi vào rất là an ninh bình yên. Băng qua con đường Nguyễn Cư Trinh, mé phải là một cái chợ sở rác ngày xưa. Đây là Trần Đình Xu anh chị ha, Pháp Diệm ngày trước năm 1975. Đó, má trái thì có cái nhà Pháp cổ. Ở khu này thì cũng là ăn uống anh chị. À, không biết là anh chị ở những cái tỉnh khác hay là ở định cư nước ngoài như thế nào, nhưng mà đối với Sài Gòn, đói bụng là chạy ra đường là có thức ăn ngay. Quan trọng là mình chọn thức ăn ngon mà nổi tiếng để mình ăn sạch sẽ thôi, chứ đâu đâu cũng bán. Rồi chúng ta băng qua con đường Trần Hưng Đạo nha anh chị. Đâu đâu cũng bán.
bánh xèo, bánh cuốn, bánh khọt, hủ tiếu, bò kho, hủ tiếu mì, bánh mày thấy mẹ, bánh mì xí mại. Con đường Trần Đình Xu khúc này thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn, lượng xe ít hơn anh chị. Nếu mà nói về cái khu vực phường Cầu Kho này nè, những cái homestay, cái nhà nghỉ, khách sạn, những cái food court nó cũng rất là ảnh hưởng trong cái dịch cúm này. Tại anh chị cũng biết khách Tây đâu có đâu anh chị, khách Tây đâu có đâu. Nhà thờ Cầu Kho, đóng cửa rồi. Thôi chúng ta đi anh chị ha, hẹn gặp lại cái nhà thờ Cầu Kho. Nhà thờ cổ của cũng là thuộc loại trăm năm ở Sài Gòn đó anh chị. Trước mặt chúng ta đó là con đường Võ Văn Kiệt, mé trái là về quận Nhất, mé phải là về bến Hàm Tử. Ngày hôm nay thì nó rất là đổi khác rất là nhiều rồi. Xin đi một vòng những cái địa điểm thân quen để gửi anh chị và các bạn, đặc biệt gửi bà chị thân thương ở trên kênh gửi xin đi đòn. Nhân tiện đó thì cũng mời anh chị lên xe để chúng ta đi một vòng để xem phố phường Sài Gòn chợt nắng chợt mưa của cái vùng đất phương Nam Sài Gòn thân yêu. Sunny cũng kính chúc anh chị và các bạn có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống ha. Sunny thân ái mến chào, hẹn gặp lại trong những clip lang thang tiếp theo của Sunny Dog. Bye bye anh chị, hẹn gặp lại, bye bye.